Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mình làm IMO4 nha. Thì trước khi mình làm, mình xin làm rõ một số những cái thuật ngữ mà khi mà đọc chúng ta sẽ bị lẫn lộn, bởi vì nó có hai cái tiếng Anh và tiếng Việt, nó sẽ bị lộn xộn. Thì mình sẽ có hai cái loại, một cái là EM, tiếng Anh của nó là từ cái tiếng Anh của hai cái chữ là Effective Microorganism, thì người ta viết tắt là EM, mà chúng ta thường dùng là gọi là EM1 đó các bạn. Thì bản chất của EM nó là vi sinh vật có lợi, hay còn gọi là men vi sinh, trong đó có rất nhiều lợi khuẩn. Thì nó có EM1 là 1, 2, 3, 4, 5, thì tùy theo các thành phần của nó. Nhưng mà các thành phần mà mình thường sử dụng ấy là, các bạn, là cái thành phần EM1, là cái EM1, là trong đó nó có rất là nhiều cái lactobacillus, là cái con vi khuẩn của mình. Là hôm trước mình có làm một cái video cho các bạn là mình sẽ từ cái nước vo gạo lứt, là cái gạo mà nó còn vỏ đó các bạn. Sau đó là mình ủ tối để mình bẫy cái con vi khuẩn lacto ở trong không khí vào. Sau đó là các bạn sẽ đem đi nuôi bằng sữa tươi không có đường. Sau khi mình nuôi xong á, bắt đầu là các bạn sẽ đem đi nhân sinh khối bằng đường và rỉ mật. Thì chúng ta sẽ có là EM1 hay là còn gọi là EM1. Còn cái IMO đó các bạn, thì nó là cái lẫn lộn giữa tiếng Anh với tiếng Việt. Thực ra tiếng Anh thì đọc đúng là IMO thì mới đúng, còn tiếng Việt thì là IMO. Thì mình đại khái là mình cũng rất hay gọi là IMO. Đấy, IMO có nghĩa là Indigenous Microorganism, có nghĩa là những cái con vi sinh vật bản địa. Bản địa có nghĩa là tại cái nơi mình sinh sống, là những cái con vi khuẩn và vi sinh vật nó gần gũi với mình. Ví dụ không khí ở bên Úc là chỗ mình ở, nó khác với không khí ở bên Việt Nam, hay là nó khác với California ở bên Mỹ, và nó khác với Berlin ở bên Đức, hay là châu Phi, hay là bên Nhật Bản. Mỗi một nơi nó có một cái khí hậu khác nhau. Thế cho nên là cái con vi khuẩn ở trong không khí và những cái con vi sinh vật bản địa, nó gọi là tại nơi đó, là indigenous, là nó khác nhau. Thì cái IMO4 hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, là mình xin chia sẻ các bạn, là nó sẽ có 4 thành phần. Nó có IMO2, 1, rồi 4, 6, 8, đủ các thứ, 10, 12, đủ các loại phiên bản hết á. Nhưng mà trong trồng trọt và trong sức khỏe đó các bạn, mình chỉ cần IMO4 là các bạn có thể đủ là rất là áp dụng, rất là rộng rãi rồi. Đấy, hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn cái này thôi. Thì trước khi mà mình chia sẻ với các bạn cái IMO4 á, thì mình muốn làm rõ là cái IM và cái IMO4 là nó về lý thuyết thì nó rất là tương đồng với nhau, nó không có gì khác nhau hết á. Nó chỉ khác cái là bên này nó có rất là nhiều những cái thành phần khác, những cái con khuẩn khác như lợi khuẩn bản địa này, nấm men, enzyme, lợi khuẩn probiotic được bản địa hóa. Nhá, bản địa hóa có nghĩa là mình lấy ở nơi khác về, mình thuần chủng nó, mình gọi là bản địa hóa. Đấy. Rồi sau đó là nước dinh dưỡng cho vi sinh vật. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn, hôm nay là cái bản phiên bản mình dùng để ăn luôn. Mình sẽ dùng IMO4 là vừa ăn mà vừa làm vườn luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm tất cả mọi cái là thật sạch hết. Để từ sau là mình sẽ làm những cái video khác, là nó sẽ căn cứ trên cái IMO4 này để mình làm đồ ăn. Đây thì nguyên liệu của chúng ta cần hôm nay là, các bạn cho mình một cái thùng chứa 20 lít. Các bạn có thể chụp lại cái màn hình như thế vầy cho mình cũng được. Thùng chứa 20 lít. Nước sạch các bạn cho mình 1 lít. Đường hoặc là rỉ mật. Rỉ mật thì các bạn cho mình 1 lít. Đường thì các bạn có thể sử dụng là 1 kg cũng được, không có sao hết. Cám gạo thì các bạn cho mình 1 nắm. Sữa chua thì 1 tới 2 hộp các bạn cho mình là 2 hộp. Men rượu thì cho 3 viên. Đu đủ chín các bạn cho mình 1 quả là phải chín nha. Hoặc là cái pumpkin nấu chín, là cái trái bí đỏ đó các bạn, bí ngô. Các bạn nấu chín lên rồi các bạn xay ra. Chuối chín các bạn cho mình 2 quả. Rồi men tiêu hóa 2 gói. Đây là cái thành phần của IMO4. Đây các bạn có thể chụp lại màn hình để các bạn làm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình giới thiệu từng thứ một. Đây là cái xô này các bạn. Xô này là mình mới mua luôn, bởi vì đồ ăn là mình làm rất là cẩn thận.
Mình rửa rất là sạch rồi, nước nóng mình tráng rửa mình để từ hôm qua hôm nay à. Đậy kín là để trong nhà luôn. Tiếp theo là cái nước sạch thì mình làm phân bón cho garden, cho làm vườn đó các bạn. Mình dùng nước để qua đêm. Nhưng mà đối với đồ ăn là cái mình đã nấu sôi luôn. Mình để nó nguội, nó vẫn còn hơi ấm này. Đấy, cái nồi này mình cũng giới thiệu với các bạn luôn, là cái nồi titanium. Cái giá của nó cũng cũng tương đối là mắc tiền, nhưng mà cái này là người ta cho mình thôi. Thì nói tóm lại là các bạn dùng nồi inox cái nào cũng được. Các bạn nấu nấu nước sôi lên cho mình nhá, rồi để nó nguội ấm lại, hơi ấm thôi. Là được rồi. Là nước sạch. Còn đường đây là các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng một đường vàng. Đấy, đường trắng thì nó có chất tẩy rồi. Mình sử dụng đường vàng. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ dùng cám gạo cho mình. Ở Việt Nam là các bạn rất là dễ mua với những cái này. Nhưng ở bên nước ngoài thì các bạn sẽ tìm cho mình được cái wheat bran. Đây là cái này. Nó rất là nhiều chất và rất là tốt, là cám gạo. Sữa chua đây. Các bạn chuẩn bị cho mình hai hộp. Một hộp thì nó cũng được, nhưng mà các bạn nên sử dụng cho mình là hai hộp sữa chua. Đấy, nhưng mà mình không sử dụng sữa chua này đâu. Mình mua có loại sữa chua là trong cái hũ này này. Cái này mình nghĩ chắc cũng khoảng độ một à, một đúng 1 ký luôn. Đấy, mình mới nói xong. Các bạn nhìn Active Probiotics là những con probiotic mà nó còn sống đó các bạn, nó rất tốt cho đường tiêu hóa mà nó không có đường, nó không có cái gì hết. Đấy, nó hoàn toàn là nguyên liệu là rất là thô sơ mà người ta chế biến ra cái sữa chua. Đây này. Nếu mà mình ăn thì nó rất là nhạt nhẽo. Đấy, nhưng mà mình muốn nó đơn giản thôi, nó chỉ cần là như vậy thôi. Mình không có muốn chất bảo quản hay là gì hết. Đấy là mà mua một cái hộp sữa chua như vậy, càng đơn giản càng tốt. Còn nếu như các bạn không có cái sữa chua này, bạn sử dụng cho mình hai hộp sữa chua này. Rất đơn giản. Men rượu đấy, nó gọi là dry yeast này các bạn. Đây bên chỗ mình chỉ mua được cái men rượu này thôi. Các bạn cho mình từ 3 tới 5 viên. Mình thì mình chỉ cho 3 viên thôi. Đấy, còn thiếu thì mình cho thêm. Mình tự chế được men rượu luôn. Các bạn sử dụng cái instant yeast này, cái để làm bánh mì ấy, các bạn vào siêu thị các bạn mua nha, tìm cái yeast này này, nó chính là cái men rượu. Còn cái men rượu này thì các bạn mua ở shop tàu, mấy cái chỗ mà người ta bán đồ ăn Á Châu đó các bạn. Các bạn mua cho mình mấy viên. Sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn cái cách để mà các bạn làm ra men rượu mà các bạn không cần đi mua. Thì các bạn sẽ mua cho mình một cái men gốc như mày, là cái men rượu. Rồi các bạn sẽ nhân lên, là ví dụ như là đây là cái cám gạo này của mình là 500 g, là nửa ký. Thì các bạn sẽ sử dụng là 50 gram cái men rượu, là tỷ lệ là 1:10. Các bạn sẽ giã nhỏ cái này ra, rồi sau đó là các bạn trộn đều với cái kia. Rồi các bạn hòa nước đường cho nó thật ngọt, cho nó ngọt với đủ cái vị ngọt, các bạn sẽ hòa vô. Các bạn trộn đều lên. Sau đó là các bạn bỏ vào trong này, các bạn ủ. Các bạn chỉ trộn ủ bóp mà nó ra sệt sệt là được. Rồi các bạn để một vài ngày trong nhà ấm ấm, nó có men rượu. Thế thì các bạn chỉ cần mua một lần thôi. Lần sau là các bạn nguyên một cái hũ này nửa ký là các bạn xài là thoải mái luôn. Đấy là mình nhân giống nha, nhân giống men rượu. Mà không phải đi mua, mua một lần thôi. Còn nếu như các bạn không có thời gian thì đi mua cũng được. Cái này nó không có mắc tiền đâu, nó cũng rẻ đó. Đây là cái cám gạo mình bỏ vào trong cái chai này, mình lấy cho nó tiện. Đây chuối chín đây, của mình 2 quả đây. Đấy, mình sẽ giới thiệu với các bạn từng cái một. Còn đây nhá. Ở Việt Nam nó khác, ở bên Úc thì nó khác. Hôm trước mình đi mua đu đủ không có đâu các bạn. Cái mùa này nó cũng khó mua đu đủ rồi. Mà mình chỉ còn mua được có đu đủ xanh thôi. Thế thì về các bạn làm chín á, thì có rất là nhiều bạn biết làm chín. Nhưng mà mình cũng chia sẻ nếu như bạn nào chưa biết làm. Các bạn lấy một quả táo này, các bạn để kế bên cái quả đu đủ xanh. Sau đó là các bạn lấy cái vải là cái giấy các bạn được gói đấy rồi. Rồi các bạn để vào trong cái chỗ ấm. À, trong nhà mình có gần cái máy sưởi ấy các bạn, trong nhà mình ấm. Đấy, là vài ngày là nó sẽ chín như vậy. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình rửa sạch thôi. Mình sẽ lấy ra mình xay nhá. Mình xay để mình làm. Đấy, cái nước này sôi rồi các bạn.
bỏ vào đây mình sát khuẩn cái máy xay này. Tráng sơ cái cho nó sạch sẽ. Quả chuối là mình chuối chín nha các bạn. Các bạn bỏ vô nha. Đây, hai quả chuối. Xay đi. Bây giờ mình bỏ đu đủ vô. Bây giờ mình bỏ nước vào đây các bạn. Đây nồi nước đun sôi để nguội này. Mình để lại ít để mình lấy nước mình xay. Bỏ thêm ít nước vô xay cho nó nhuyễn. Đu đủ là mình cắt bỏ hai cái đầu đi các bạn. Thông thường mình ăn đó các bạn, mình gọt vỏ đi. Nhưng mà cái này mình làm, mình có tí nữa mình sẽ cho men vô nó đánh tan hết. Mình sẽ lấy chất từ vỏ cho tới ruột luôn. Mình không muốn vớt đi cái gì hết. Mình cho cả hột rồi mình làm luôn các bạn. Mình sẽ lấy hết tất cả những cái chất ở trong quả đu đủ luôn. Mình làm sạch toàn bộ, mình làm sạch hết. Đây là mẻ trước, mẻ đầu nhá. Đu đủ với chuối mình xay tất luôn. Mình bỏ vào trong này. Đấy, về sau mình làm IMO 4 này là mình có đồ ăn rồi. Mình sẽ làm đầy đủ các thứ luôn. Rất là tốt. Bây giờ mình sẽ bỏ nước vô. Rồi các bạn cho đồ đủ vô này. Xay nhuyễn tí xíu cho hạt tan cả hạt luôn. Là mình làm tới đâu là mình đậy nắp tới đó luôn, không cho con này con kia nó bò vô bụi bặm. Hai mẻ hai này, hay là trái cây là xong nhá, đu đủ với chuối. Các bạn đừng có cho nhiều chuối, bởi vì cho nhiều chuối quá nó sẽ thành giấm nha. Chỉ cho hai trái là đủ rồi, đu đủ một trái. Cái chỗ nước còn lại là mình bỏ ở đây mình sử dụng luôn. Đường các bạn cho 1 ký, hoặc là mật dì đường các bạn cho 1 lít. Đấy, đại khái là như vậy. Đồ ăn cho nó là đường mật. Bây giờ mình cho cái nước sôi mình mới nấu rồi nè. Tí mình kiểm tra cái nhiệt độ là bao nhiêu. Đây là nước đun sôi để nguội, mình pha thêm một chút xíu cũng được. Mình sợ nó nóng quá, bởi vì cái ca này của mình nó bằng nhựa đó các bạn.
Rồi, đường bây giờ mình cho vào đây. Bây giờ mình đang cho thức ăn trước, tí nữa mình mới cho vi sinh sau. Mình kiểm tra nhiệt độ chuẩn mình mới đo vi sinh vô. Đại khái là nửa ký đây. Nhắm chừng được rồi. Các bạn cho nước vô. Nước sôi thì nó nhanh tan. Mới cả mình cân bằng cái chỗ này nó hơi ấm ấm ấy. Mình tính sao tí nó ra 37 độ được rồi. Nhiệt độ môi trường chỗ mình hiện nay là 23 độ rồi các bạn. Các bạn rút cây này ra các đo nhiệt độ môi trường luôn. Bởi mình đo cái nước đường của mình bao nhiêu độ. Ở trên trên 50 54 55 độ này. Mình đổ bớt ra xíu thì mình thêm nước vô mình hòa cho nó tan. Mình cho nước nóng vô mình hòa các bạn. Cái nồi lúc nãy mình nấu là mình nấu hơi vơi. Nó chưa được 10 lít đâu. Nhưng mà các bạn không có quan trọng, đại khái là 10 lít, 11 12 lít cũng được. Mình nghĩ cái này nó hơi bắt đầu hơi nóng rồi nè. Bây giờ mình sẽ check cái nhiệt độ nhá. 36 độ, 39 độ này. Đến 42 độ. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái nước đun sôi để nguội này, nước uống ở nhà mình đó. Mình đổ hết vào đây. Để mình hạ nhiệt cho nó, bắt đầu mình mới cho vi sinh vô. Mình đang đợi nó nguội bớt này, hiện tại nó gần 43 độ. Để nó 39 độ là mình có thể bỏ vô được rồi. Đây cái men rượu này các bạn. Mình giã trước đây. 3 viên thì tí nữa mình sẽ lấy cái men rượu mình nhân ra đây này. Mình bổ sung thêm. Cái men rượu ở Việt Nam ấy, nó rất là mềm. Các bạn bóp cái này nó nát ngay. Còn cái men rượu mà người ta đã bán sang bên chỗ mình nó cứng lắm. Bóp nó không nát được. Mà phải lấy cái này mình giã ra. Nó mới nát được. Mình bỏ cái men rượu ở đây mình hòa tan trước thì mình bỏ vô cho nó. Bây giờ cái men đây mình có hai cách. Một là các bạn có thể cho cái men giz này, cái đồ làm bánh mì đây. Bỏ vô cũng được. Còn không á, các bạn tự làm men này này. Đấy, các bạn mình mới nói rồi. Bạn bỏ cho mình một cục vào đây. Vậy được rồi. Để cho nó kích thích. Gọi là men men mồi. Bỏ ít nước sôi để nguội. Quậy lên. Quậy trước. Bây giờ cái sữa chua đó các bạn. Đây. Mình cho là 1 đến 2 hộp. Bây giờ mình không có cái hộp đó. Các bạn sẽ đại khái cho mình đi. Mình cái muỗng này muỗng khác luôn. Mình cứ cho nhắm chừng. Tưởng tượng nó hai hộp là được. Rồi xong. Rồi các bạn khuấy đều cho mình. Mình cho vào đây mình khuấy trước cho nó dễ. Tại vì cái nước kia mình chưa có. Mình đang đợi nó xuống đó bạn, 37 độ. Tùy theo cái môi trường nha. Nếu các bạn ở xứ nóng thì các bạn nó quen mấy cái xứ nóng rồi. Mình đang ở Úc cho nên là nó nhiệt độ đang thấp. Hiện nay ở môi trường đây này. Cái cây để mình bấm cái là mình biết môi trường bao nhiêu luôn. Mới có 19 độ rồi, 20 độ. Tối này hạ nó còn có 11 độ thôi. Nó mới gọi là IMO là cái bản địa ở chỗ đó. Đây này. Các bạn thấy này. IMO là Indigenous, là cái bản địa là tại cái chỗ mình đang sinh sống. Nên là nó có một cái là như vậy. Cho nên là mình
chắc ăn thì mình để 37 độ thôi. Rồi bây giờ cái men tiêu hóa đây nha. Men tiêu hóa đây này. Nó có bán cái loại chai với một cái loại gói. Đây mình không có biết là các bạn thấy không. Đây này. Nó có rất là nhiều khuẩn. Lactobacillus acidophilus này. Rồi đây này, nhiều lắm. Đấy, cái men tiêu hóa thì nó có rất nhiều những cái chủng này, chúng ta cần phải đem mà chúng ta nhân nuôi. Đấy thì các bạn có thể bỏ thêm vô. Các bạn có thể chụp lại màn hình để coi. Cái này bán ở hiệu thuốc là cái gói này bên chỗ mình nhá. Là người ta bán 24 đồng. Một cái hộp. Đây này, 24 đô Úc rồi này các bạn. Đây một cái đống này đây. Để về làm đồ. Các bạn cho mình hai gói vô đây. Về sau mình sẽ làm rất là nhiều những cái món ăn nha. Cái này làm tiêu chuẩn thì để mình ăn, nhưng mà các bạn có thể đem ra ủ phân giống như là EM luôn. Khi mà các bạn đi mua men tiêu hóa đó các bạn, cái này là nó cho người lớn này này nha, thì các bạn đọc dùm cho mình cái đằng sau này nó có những cái gì, cái bên này là của trẻ em nó có những cái gì. Nếu như các bạn thấy nó khác nhau á, các bạn có thể cho hai loại vô, mỗi cái một nửa để cho nó có thêm cái con những con lợi khuẩn khác nhau. Đấy, mình có đầy đủ nha. Tí nữa mình kiểm tra cái nhiệt độ kia là đạt chưa là mình cho vô. Rồi bây giờ mình thấy là nó đạt rồi các bạn. Xuống rồi. Độ 7 này các bạn. Là chuẩn rồi đấy. Này, chuẩn luôn. Là an toàn. Rồi đây là tất cả những cái men vi sinh đây này. Rồi. Sữa chua rồi đầy đủ các thứ. Các bạn cho vào đây cho mình. Đó. Bây giờ bắt đầu mình nhân nuôi này. Đấy, IMO4. Rồi cái này nó gọi là men vi sinh, các bạn có thể để ra ngoài vườn để các bạn tận dụng cái không khí ở chỗ vườn của mình luôn. Còn mình làm bản uống, mình ăn uống mình để trong nhà. Nhưng ở chỗ mình ở bên ngoài giờ lạnh lắm, mình để trong nhà thế nó tốt hơn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cái bản mà mình đã làm rồi nha, cho vườn. Còn một cái khâu cuối cùng đó các bạn, cám gạo này. Các bạn rắc lên trên mặt cho mình. Mình cứ nhắm chừng là một nắm là được rồi. Để nó tạo một cái lớp màng sinh học. Ngày mai mà các bạn mở ra là các bạn thấy là cái này nó rất là đẹp. Gọi là xong. Bây giờ mình đậy lại nhá. Đây cái cách mình thường làm á, mình sẽ lấy một cái miếng ni lông mình lên mình phủ trước. Rồi bắt đầu mình băng bó là bốn cái hướng này rồi để mình chạy cái vòng quanh. Mình bó cái miệng này. Đấy, các bạn đảm bảo là nó không có bị cái gì nó xâm nhập vô. Trông vậy nhưng mà khí CO2 khi mà nó hoạt động đó các bạn, nó sẽ nhả khí CO2.
nó vẫn chui ra được. Là các bạn đậy một cái lớp này nữa là nó rất là tốt. Ngày mai các bạn sẽ đem mở này ra này, nó thành một cái nắp luôn. Các bạn nhìn thấy cái khoảng không ở trong này, nó vẫn có oxy đủ để cho nó sinh sống rồi. Sau đó là các bạn đóng lại này, nó nửa kín nửa hở, rất là good. Đấy, mình làm là tất cả các loại men vi sinh là các mình làm như vậy, đậy vô rồi mình ghi ngày vô. Các bạn sẽ ghi cho mình ngày lên như đây, là ngày hôm nay. Đây là bản này là bản ăn sạch, bản ăn dùng để ăn. Các bạn về sau mình bạn chế biến phần cũng được, nhưng mình làm một cái bản thật sạch luôn. Là mình dùng cho hai mục đích, một là trong bếp, hai là trong ngoài vườn luôn. Rồi, cái biên bản này là phiên bản cho làm vườn. Hôm trước mình chỉ dùng cái nước khí clo thôi. Khử clo thôi, có nghĩa là nước trong vòi mình để qua đêm. Rồi mình dùng là bí ngô, hôm đó là mình đi mua là không có đu đủ. Là cái pumpkin đó các bạn, rồi mình luộc chín này. Thì tất cả các thành phần khác là cũng giống y hệt luôn. Này hôm nay là các bạn, mình cho các bạn, mình để trong nhà là rất là ấm. Các bạn nhìn thấy cái lớp men vi sinh như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, như vậy là đạt yêu cầu. Mà khi các bạn ngửi lên á, có cái mùi thoang thoảng giống y như là cái mùi men rượu, rất là thơm. Rồi về sau là mình sẽ làm tất cả thuốc trừ sâu, rồi phân bón các thứ, rồi đồ ăn. Mình làm bằng IMO 4 hết. Đấy. Nó cái bản này là cái bản cho vườn. Còn cái bản vừa rồi mình làm cho các bạn ấy, là cái bản thật sạch luôn, là dùng để ăn. Đấy, bây giờ là xong. Cái video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.